Bộ Giáo dục và Đào tạo năm nay yêu cầu các trường sư phạm giảm chỉ tiêu hoặc ngừng tuyển sinh ở những ngành đã đủ nhân lực. Việc cắt giảm này không còn mang tính khuyến cáo như trước mà là một yêu cầu bắt buộc, bởi thực tế là từ năm 2013 đến nay, sau khi giảm chỉ tiêu đào tạo ngành sư phạm thì mỗi năm nước ta vẫn có thêm khoảng 4.000 sinh viên ngành sư phạm ra trường không tìm được việc làm. Và với tốc độ gia tăng như vậy thì đến năm 2020, cả nước sẽ có tới 70.000 cử nhân sư phạm thất nghiệp. Hai vợ chồng chị Thúy có một cửa hàng dịch vụ Internet và một quán ăn vặt. Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm Hưng Yên ngành văn sử đã 7 năm. Chị Thúy chưa bao giờ được đứng trên bục giảng với tư cách một giáo viên chính thức. Chồng chị đi dạy 5 năm rồi cũng phải nghỉ làm vì không chờ được biên chế. Mình cũng đến nhà người ta nhờ vả cũng nhiều lần ấy. Cũng hứa lên hứa xuống cũng bảo là được. Thì mình còn tưởng 100% là đến ngày mình được đi dạy mà. Thế rồi cuối cùng lại không được. Thất nghiệp có thể là tương lai của rất nhiều sinh viên sư phạm sắp ra trường, vì ngay cả các trường miền núi cũng không thiếu giáo viên. Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên mỗi năm tuyển hơn 500 sinh viên hệ cao đẳng. Tuy nhiên, biên chế bậc trung học cơ sở của tỉnh hiện đã thừa hơn 300 chỉ tiêu. Trong khi đó, trên địa bàn tỉnh cũng có một trường đại học sư phạm, mỗi năm cho ra lò 1.500 cử nhân sư phạm. Chúng tôi chỉ có 182 trường trung cơ sở thôi, cũng do định hướng phân luồng và đặc biệt là do tuyển dụng của các đại học đa ngành, của các cái đại học chuyên ngành, cho nên là cái sinh viên cao đẳng sư phạm quả thực là rất khó xin việc. Ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng thừa giáo viên cơ hữu cũng rất nan giải. Theo yêu cầu mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường có ngành sư phạm phải cắt giảm tối thiểu 10 đến 20% chỉ tiêu tuyển sinh so với năm trước. Nhưng với 108 cơ sở đào tạo sư phạm trên cả nước thì số lượng giảm đi cũng không đáng kể. Do đó, cơ cấu lại các cơ sở đào tạo sư phạm là một giải pháp cấp bách. Chúng ta có thể sáp nhập bằng cách là thành lập các cái trường cộng đồng để đào tạo đa ngành, hoặc là bằng cách là chuyển các trường sư phạm trở thành phân hiệu của các trường đại học. Cuộc khủng hoảng thừa nhân lực sư phạm hiện nay một lần nữa cho thấy hậu quả của việc đào tạo không gắn với thị trường lao động. Hàng chục ngàn người phải từ bỏ ước mơ đứng trên bục giảng. Những sinh viên sắp ra trường cũng nhìn thấy nguy cơ lãng phí tiền của, công sức học tập suốt mấy năm trời. Khả năng xin việc của em khá là thấp. Có thể là em sẽ theo trái ngành là làm công nhân ạ. Hay là về gia đình thì em có thể là bán hàng tạp hóa.